Rồi thay mặt anh em công ty thì cảm ơn Trung ủng hộ công ty. Chúc là có sức khỏe hay hạn nhé. Vâng, xin chào các bác nhá. Lại trong buổi sáng hôm nay rất là sáng sớm, chúng em đã kịp lên đường để lắp cho một anh khách được giấu tên, xin phép được giấu tên ở Phú Xuyên, Hà Nội. Set up cho anh một bộ loa là B12, một đôi loa có thể nói là đang thịnh hành và hot nhất trên thị trường Hoàng Long những ngày tháng qua. Và tiếp theo đó là vẫn là cặp mic quen thuộc là 321 và sử dụng phân đầy liền. Xin mời các bác cùng theo theo dõi buổi sáng nay chúng em đi set up đôi loa này nhé. Giờ chúng em đã tới nhà nhé. Đấy. Rất là rộng rãi này, phong cảnh này, hữu tình này, lá sung cuốn gỏi này. Đấy. Ngõ thì bé nhưng mà em phải đi cửa ngõ lớn. Đấy. Nhà. Đây. 47 mới dẫn đường. Cảnh rất là đẹp. Vâng, hiện giờ đã set up xong dàn karaoke các bác nhá. Đây, chiếc mic 321 rất là quen thuộc, đẩy X22 Pro rất là sang trọng, cả mic và đôi loa B12 rất nhiều khách hàng yêu thích, và kèm theo đó là một con súp Monster. Mà màu vân gỗ cũng rất là đẹp, so với cái tủ này nó cũng rất là đẹp, rất là hợp. Đây, hiện giờ đã sang set up xong. Cái mic mình không hát nữa thì mình có thể tắt đi được, nhưng phải ấn giữ nhá. Ấn giữ thì nhạc nó vẫn lên bình thường, hiểu không? Xong ví dụ mình không hát nữa thì nhớ là cái nút ngoài cùng này mình xoay hết về không, lên màu xanh nhá. Xoay màu xanh nhá, xong ở đằng đằng súp này, đây này, nhìn đây này, xoáy hết cái này kịch xuống, xong rồi tắt nút đây nhá, đây này, đấy, khi nào bật lên nghe thì xoáy xoáy lên vừa đủ nghe thôi, đấy là lúc này xong, xong lúc đấy mới tắt cái này, còn xong có wifi của tivi rồi nhá, mình tăng âm lượng tivi lên nó vẫn nói bình thường, vẫn có loa tivi nhá, còn mình thích thì mình thích nghe loa đây thì mình bật ở đây lên, đấy bật lên thì nó sẽ mặc định về 20. Nếu mà nó to quá thì lúc ấy mình vặn sau. Đấy, nó sẽ lên từ 20 này. Đấy. Còn khi mình hát như là bao giờ là nhạc cũng phải bé, nhạc là phải bé hơn cái hai cái này ít nhất là 1-2 số. Ví dụ là nhạc thì mình để nó là mình đang hát mình để nó đây, nó là 34 thì nó là 35, thì cái mic này phải to hơn nhạc thì cái lời của mình nó mới nhẹ hơn. Cái effect này thì tùy theo vang nhiều vang ít. Còn sau khi xong mình sẽ gửi cái điều khiển thì sẽ gọi Zalo hướng chỉ qua cái nút nào nó cần thiết thì sẽ gọi qua Zalo. Thế thôi. Là ok nhá. Rồi thay mặt anh em công ty thì cảm ơn Trung ủng hộ công ty. Chúc có sức khỏe hay hạn nhá. Em chúc công ty làm ăn phát đạt. Rồi ok, cảm ơn nhiều.